Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn một vườn quất trồng trên dù rất là đẹp. Cây xanh quả sai, quả to. Và vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ Tình Yên quý vị các bạn nhé. Mình sẽ để số điện thoại của anh chủ vườn trên màn hình. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì các bạn điện trực tiếp vào số máy đó. Là mình dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng cái vườn quất này.